Kia cô tôi chào bạn ha. Mình đang ở nhà mình, ở đây mình có cái đào ha, nên mới lên mùa xuân các bạn ơi. Hoa đào nó rất đẹp mà mỗi nhà thường nó trồng cái đào ha. Cái đào này mình đánh giá Việt Nam chắc cũng tầm vài tỷ các bạn. Đây các bạn coi gốc rất là đẹp ha. Các bạn thế hoa bút rất nhiều các bạn nha. Ở đây thì sắp đến mùa xuân rồi. Mình đi thì mình sẽ quay cảnh mùa hoa đào nở các bạn. Rất nhiều các bạn. Đấy. Nhánh nào nhánh đó là búp rất nhiều và sắp tới là mùa xuân rất là nở, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Như mình nói cây này cũng tầm vài tỷ đó, mình định giá Việt Nam ha. Các bạn nào mua căn nhà này mà được cái đào này là bạn lời rồi đó. Đào nó có hoa từ gốc cũng tới ngọn các bạn ha. Gốc nó cũng nở hoa luôn. Sắp tới mình chuyển đi đào nở hoa, có nghĩa là mình đi cuộc đời sẽ nở hoa các bạn nè. À. Rất đẹp các bạn ha. Đây, hoa đào. Rất đẹp luôn. Các bạn này qua đây khỏi chói nắng.